Sáng ngày 23 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học huyện tổ chức lễ tuyên dương học sinh vượt khó học giỏi năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Giang Bé Tám, Phó trưởng Ban Nhân dân huyện ủy Trần Thị Kim Bình đã đến dự. Buổi lễ đã tuyên dương 130 học sinh vượt khó học giỏi trong toàn huyện. Trong đó có 74 học sinh khối tiểu học và 56 học sinh khối trung học cơ sở và trao tặng các phần quà, phần thưởng thiết thực để các em chuẩn bị bước vào năm học mới với tổng trị giá hơn 39 triệu đồng. 130 học sinh được tuyên dương là những tấm gương đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích đáng tự hào trong học tập. Đây là hoạt động, chương trình ý nghĩa, qua đó khích lệ phong trào thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi, thúc đẩy tinh thần nỗ lực vươn lên vượt khó học giỏi trong học sinh các cấp trên toàn huyện.